hai anh em thì nói chung là cuộc chiến giữa hai bên sắp sửa diễn ra rồi anh em ơi, chiến mặt Bắc. Thì nói chung thì hôm nay thì mà mình cũng đánh cố gắng, mình phải đánh cho nó thật là cẩn thận anh em. Chà, bên đỏ nói chung là bên đỏ là nghịch tay mình rồi anh em ơi, bên đỏ nghịch tay rồi, bên xanh nó mới thuận tay nha. Đấy, để cho nó chạy lên nguyên bầy kìa. Đấy, để cho mấy kia lên trước đi. Lắc quá anh em ơi, đông đó, mình chỉnh ẩn người đó anh em, ẩn người mà vô tới đây rồi anh em nhìn thấy này, mình không biết là cái game mình ẩn chỗ nào luôn. Ta đã chết. Nó mà không lắc là đánh, nó không lắc là máy mình đánh chắc im lắm anh em ơi. Vô lắc là chịu à. Trên điện thoại thì sao chơi nó không lắc, mà trên PC nó lại lắc, mình không hiểu gì sao luôn á. Ơi ta đã chết, không sao, 242 điểm. À nói chung là bên bên đỏ này có chiều hướng anh em, đang điều anh em, để coi tớp nó nằm bên nào là mình ngon bên đó à. Đó anh em thấy không, quá trời luôn anh em ơi. Quên mở phân thăng, nhắn một phát không ăn mới đau chứ. Anh em thấy không, cái con này nó không, mấy cái con mà đánh tay ngắn này anh em, nó áp sát vô nhưng mà nó phải cái này mà nó tính được cái điểm hỗ trợ đồ ha, là rất là ngon anh em. Nó mà không có tính điểm hỗ trợ là chịu luôn, tại vì đam nó đâu có bằng mấy con tay dài. Tay dài mà áp sát nó quýnh một cục là chết lần 5-7 thằng liên tiếp luôn anh em. Có nhiều anh em nói là tớp lực chiến cao, chơi con nào như nấy nó khác nhau. Nếu tớp thì anh em gặp với tớp, còn nếu không tớp thì anh em gặp không tớp thì so vậy nó mới dễ, mới chính xác anh em. Còn bây giờ anh em nói tớp anh em nạp tiền nhiều thì con nào cũng như con nấy thì nó khác liền. Chà, nó ngược đi đâu vậy ta. Mình phải so, phải ngang kẹo anh em, chứ mà cái lực chiến thấp hơn so đâu có được. Chà, chết rồi anh em ơi. Quá wow. Đó mà mình chỉnh ẩn không thấy ai luôn nè, nè thấy nè, không hiểu gì sao mà nó hiện lên cứ một đống luôn, cứ lên là một đống luôn đó. Mình chỉnh ẩn hết trơn rồi, cấu hình mình đã thấp nhất luôn rồi, quên cái chỗ này hoài. Ồ, chí phèo, nói chung là trận này tớp nhiều anh em, trận này chí phèo, máu giờ thấy máu kìa, máu này chí phèo nó trâu quá anh em ơi. À, nó đứng nó ôm kìa anh em ơi. Nó đứng nó ôm S18. Nó ôm mà mình bên mình sao mình thấy không hồi máu ta. Bồ mình không có gì. À, mấy cái kỹ năng này cứ lên. Coi chạy đi đâu tào lao vậy trời. Coi kìa, coi auto chạy kìa. Ồ nó chạy đi kiếm ông nội nó hay gì á. Coi kìa. Một trận có 20 thằng mà hạng 19 luôn rồi. Ôi kiểu này không được rồi anh em ơi, kiểu này cay lắm anh em ơi. Thôi đi má ơi, má chạy đi đâu mà tàu lao hoài. Nó quýnh má không lòi ruột nữa thôi. Chí phèo, thằng chí phèo này tức, chí phèo này coi nghe nè. Cái nút này mà không khi nào mình nhắn một phát mà nó ăn liền hết trơn á nè. Nhiều khi mình nhắn mình cứ tưởng đâu là nhắn vô rồi cái là nó ăn hay gì, nhắn vô rồi mà nó không ăn. Nó coi kìa, coi chạy lông nhông đi đâu, lông bông. C1. À, chí phèo này. À, bị mấy tớp nó chặn đầu hết anh em ơi, tớp nó chặn đầu chịu. À, nó ghép kiểu này mấy cái người mà lực chiến yếu yếu chết hết, đảm bảo với anh em.
một trận cái chục thằng tớp luôn anh em ơi, trận cái chục thằng tớp luôn. Trong khi mình VIP 5, mình VIP 5 mình mà nó sắp xếp vô cùng với VIP 8, VIP 7 không chứ. Cái này đâu, cái này là nó sắp xếp đó nè, nó sắp xếp theo cái gì, theo cấp độ gì, gì đó anh em ơi, nó theo cái gì đó mình cũng không biết, nhưng mà nó sắp kiểu gì thì đáng lý ra mình cũng đâu có nằm trong phần top đâu nè. Nói về lượt chiến thì mình cũng chỉ 300 thôi, so với top cũng chưa được 1 phần tư mấy thằng top nữa. Nó sắp kiểu này thì... à, top cứ lên nó đứng ngay đây nó chặn đầu. Để coi top này nó nhiều lượt chiến ta, không xem được. Nó mở mì ra luôn, nó nhắn rồi đó, nhắn cái nữa đó, nhấp nhấp mày luôn đó. Bỏ chí phèo này đi. U bà, thằng chí phèo này nó cứ auto, nó cứ auto nó lựa cái thằng to không vậy ta. Mấy cái thằng nhỏ nhỏ nó không đánh đâu mà nó lựa cái thằng nào to, thằng nào mập á. Dao của mình là dao của mình là làm như là dao bén, nó tưởng nó dao mình bén mà sao mà lựa mấy thằng to nó đập không. Công nhận nó cũng khôn hết biết luôn á. Chí phèo này có phải có Coca. Có Coca thì mới có thể là diệt gọn được. À, đánh khó ăn lắm anh em, nó anh em mà tay dài, nói chung là tay dài khó chơi lắm anh em ơi. Với lại anh em mày chơi mấy cái con này nó cái game này á, mấy cái lát tay ngắn này là bắt lợi dữ dằn lắm, đấu cái này tay ngắn bắt lợi dữ dằn luôn á. Đi đâu vậy trời, nói chung là đánh mấy cái này kiếm điểm anh em ơi. Có mấy cái này mấy cái điểm không phải giết nhiều mà thắng đâu, tụi nó tớp nhiều quá đó. Cái game này mình ưu tiên để đánh người á thì nó cũng đánh người, mà ưu tiên đánh quái á nó cũng đánh người, nó gặp quái nó cũng đánh người luôn anh em. Mình đánh cái hoạt động anh em, mình không biết bây giờ cái con này là cái con quái hay là con quỷ không biết. Chỉ giết người anh em, phải vô đây kiếm mấy con này cũng lấy tớp rồi. Đấy anh em thấy chưa, mấy con này điểm nhiều lắm anh em ơi. Mà nó lắc anh em, nó lắc là nó chạy không có điều. Đấy mày gượt tao, tao sợ mày, mày lên đây, tao hết lắc mà mày lên đây. Đó, nó mục tiêu nó trên đây nè. Đó anh em thấy chưa, anh em top 3 luôn rồi đó anh em. Rồi hết rồi anh em. Còn mấy con cuối cùng. Mấy con cuối cùng. Cải củ cải hả, củ cải. Củ cải hả, củ cải. Vô đây thì bị mấy thằng top anh em, nói chung là vô đây bị mấy thằng top nó đè đầu, mình không phát huy được thôi chứ. Thực chất mà ngang ngang level, ngang lực chiến ha, ngang lực chiến mình vô đây mình đâu có sợ, thậm chí mà hơn mình vài 300 mình vẫn đánh được ngon lành luôn á anh em. Chỉ số thuộc tính điểm mình cao lắm, tại tớp nó cao quá rồi nó áp chế mình, cũng làm mình nó đứng chặn đầu, nó làm mình không phát huy được anh em thấy không. Cứ lên là bị chí phèo nó đứng nó đánh nó chặn chỗ này hoài. Bị chí phèo nó áp chế quá. Đó anh em thấy không, vừa lên là bị nó áp chế. Áp chế.
CV này 600 mấy nè nè. 600 mấy là kiến á. 600 mấy chục triệu nghe trời chứ không phải 600 mấy đâu nghe anh em. Mình nói là mình nói tắt nghe anh em. Vô đây mấy thằng quỷ dịch, vô đây em. Đâu hết rồi trời. À, bên nó tớp nhiều quá anh em ơi. Lê Tuấn Tú này nó một tỷ mấy mà nó có 1.000 mấy máu rồi nè, 1 tỷ mấy máu. Còn cái thằng nãy mà nó cái con ma đồng sao mà nó máu nhiều quá vậy ta? À, công nhận con ma đồng nó máu nhiều quá. Hộp dịch lộn, dịch úng. À, anh em nhìn thấy nè, Lê Tuấn Tú này nó cũng 1 tỷ mấy đó, không phải ít đâu mà nó. Ủa nó lên cái gì mà máu nó kinh dị dữ vậy ta? Hôm trước mình thấy có thằng nào nó 500 nó 400 mấy triệu lượt chiến mà nó cũng 1 tỷ mấy HP á. Nó vô đây coi bị nó áp chế nè. Tao quyết định rồi, tao nghỉ chơi với mày đó Chí Phèo. Má mày giết tao hoài thằng chó. Xuống anh em điền dữ anh em. Đánh mày tao xuống đây tao đánh mấy thằng đời của mày. Cho dù mày chiến thắng nhưng mà về nhà mày gặp cảnh tang tóc tại nhà. Đấy, tao xuống đây tao quất mày. Vô đây em. Vô đây. Dòng họ mày tao quýnh không còn một ai. Đấy mày trên đó mày lo đánh đi tao, đây tao bụp vào dòng họ mày hết. Chà, ai da, ai da. Ây cha, má nó lên đồng quá anh em ơi. Chết bà rồi, tụt tớp rồi kìa nè, tụt tớp rồi. Nói chung là tụt bình thường thôi, đánh hồi là tụt ha. Tại vì ở trong mà đánh thời gian nó nhiều hơn mình quái mà nè. Nói chung là tụi nó tớp thì nó đánh hồi nó lên tớp thôi. Mình để lâu lâu hồi là nó cũng bị nó vượt tớp à. Đấy, đi ra sao bụp nó anh em. Tụi nó tớp đồng quá đúng không? Tấn tú tấn gì ta cũng quýnh mày được hết á. Này xác thằng ma nữ. Ui da. À, đi ra đường tắt. Ra đường tắt quýnh nó cũng cực nữa anh em ơi. Cái gì nó cũng có cái lợi, cái cũng có cái hại. Mình đi ra sau lưng mình bọc tới mình bỏ tớp nó thì nó chết ở dưới, nó chết nó đi lên. Còn mình đấy. Thằng tướng tú. Tướng gì cũng quất mày hết. Anh em thấy à, thấy mình solo im không nè. Seven nó 600 mấy triệu lượt chiến đó, không phải giỡn đâu. Ây da, ây da, má nó. Anh em thấy không? Nói chung là khả năng mình cũng khỏe lắm. Trời, nó đi lên đây là trời ơi, nguyên một giây luôn anh em ơi, chứ không phải có con thằng. Đó, bơm bơm. Bà nội cha mày, cái thằng nào yếu yếu mà vô đây tao co mày một trái nè, mày thấy cái cảnh mày. Lắc quá. Đi ra sau lưng đâu, đó mấy thằng sau lưng này, tướng tướng của nó. Mày hay tướng tướng. Ôi dạ. À, nó lên đầy đồng quá vậy ta. Vô đây coi. 50 giây nữa. Rồi, nói chung là 50 giây giữ cái top 5, top 6 là được rồi anh em ơi. Vô đây. Chí Phèo đâu mày? Chí Phèo. Dạ, vô đây, vô đây, vô đây, vô. Đấy. Nhìn thấy sao toàn nó đỏ không vậy ta? Không có chỗ nào mà xanh xanh cho bên mình. Ồ, bên nó khỏe hơn đúng rồi anh em ơi. Điểm nó cao hơn chứng tỏ bên nó có tớp nhiều.
nó áp chế lắm anh em ơi. Nói chung là cái thằng top 1 nó áp chế anh em bên kia lắm, tại vì một mình nó ôm đam hết trơn à, nó ôm đam hết, khó ăn lắm. Đấy, đâu phải giết nhiều mạng là ngon đâu anh em, để mình ra mình coi. Chí phèo giết tao đi, mình tưởng nó mình chết rồi chứ. Để coi à, đấy để coi à. Chí phèo sát lan, một con vịt siêu anh over. Nói chung là mấy hàng này. Cải Manukan Lucifer này thì lực chiến thấp nè. Đấy, Lucifer này thì thấp. Nói chung là trong cái tầm ngang lực chiến, nằm ngang lực chiến hơn mình tí xíu thì mình đánh ngon lắm, mà cao quá thì làm không lại nó anh em ơi. Khả năng của con này là nó đỡ đòn với phản sát thương, cho nên là nó đam nó không có to anh em nhìn thấy nè. Cái không phải cái đam mình ở đây không to anh em, đam mình ở đây đã to, nhưng mà cái nội tại của cái kỹ năng khi mà đánh ra anh em, nó không có cộng thêm sát thương hoặc là trên trang bị nó không có. Để mình coi cái, để mình vô mình coi lại coi nè, coi lại trên cái phần có ông nào. Đây nè, cái con này đúng không? Để coi à. Đây cũng đỡ đòn hết á, trên trang bị là đỡ đòn hết ha. Trang bị thì đỡ như nhau hết. Nói chung là trang bị thì nó cũng na ná như nhau hết. Quan trọng ở trong cái phần kỹ năng đó, nhưng mà trong cái phần kỹ năng ấy. Đó, trong mấy cái kỹ năng này nè, để coi à, sát thương bằng 160 đúng không? Đó, anh em xem mấy cái kỹ năng này thử, coi anh em ở cái con mì ảnh đấy nè, con mì ảnh đó. Và nói chung là đánh cái này thì đánh cho vui thôi anh em ơi, là tại lên level cao thì nó cũng không có còn cái gì gọi là mở tính năng nhiều hết trơn á. Hồi sáng này anh em mình lên level 100 sao mình đơ luôn rồi, mình lên đỉnh cao 180 anh em, thì nó đã mở nè, nó mở ở cái boss này, gọi là cái boss gì ta, anh em nhìn thấy trang bị này đỏ nhưng thực chất không có đủ điểm đâu. Nó đánh cũng giống như là nó đánh cũng giống như là ở thái cổ, cho boss thái cổ vậy đó anh em. Nó cũng là tính theo điểm nha, ví dụ như anh em đủ điểm thì anh em lên đúng không. Đó, bây giờ mình đủ điểm mình lên được tới đây rồi, đúng không, mà mình cũng hết lượt boss rồi nè. Đấy thì ở đây nè anh em, nói chung là nó không có tăng nhiều lượt chiến, cho nên là mình cũng không có review cho anh em, mình cũng lười luôn á, tại vì nó không có giúp anh em tăng được bao nhiêu lượt chiến hết trơn, rồi mình cũng không có năng lên làm gì. Đây là cái boss khi linh khí này nè, đó chỉ mới lên được có nhiêu đây à, nó cũng không có tăng được nhiều lượt chiến. Mình gỡ món cho anh em xem, đó tháo nè, bỏ lên, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì ở đây á, cái này một nhiêu đây là chắc là do mình đã cường quá rồi đó anh em, cho nên anh em thấy vậy đó, chứ không cường quá thì nó ít lắm. Cho nên cái này cũng phải là đợi mấy ngày rồi anh em mới có thể lên được nha anh em. Tại vì cái này nè, anh em phải cần có trang bị đỏ anh em mới lên được. Còn mấy cái trang bị xanh thì xanh thì nó không có tăng nhiều lượt chiến đâu. Anh em muốn lên được cao thì bắt buộc anh em phải ăn được boss to mới có đồ ngon anh em ơi. Còn nếu mà con boss yếu thì nó không có ra đồ ngon gì chứ. Đây con boss yếu thì anh em cũng nhìn thấy nè, không đủ điều kiện, nó toàn là đồ xanh không à. Lên tới bậc 6 này thì cần tới 5 vạn mà mình mới có 6 vạn. Ở 6 vạn mà mình mới có 5 vạn thôi. Cái điểm này là cái điểm cơ bản anh em, chắc mình nghĩ là cái điểm cơ bản của cái điểm sau á, chứ không phải là cái điểm của lực lực chiến nha.
chắc là nó điểm là điểm của sao á. Xanh chành xanh lét, bậc 10 bậc 0, tách bốn món gà cường quá được có một phát một sao luôn á nè, bốn món làm sao. Rồi nói chung là hôm nay không có gì chứ nghe nè, không có gì hết, mình ngừng nạp rồi đó nghe nè, nói chung là ngừng nạp rồi đó. Để coi bó thay cổ này, mình đúng là cái lúc mà ngừng nạp thì nó hết tài chính anh em ơi, thiếu thốn tài chính lắm anh em ơi. Cái game này nếu mà anh em ăn được bó thái cổ nhiều là anh em lên lượt chiến cao anh em ơi, mà nói chung là tiền lắm, một ngày khoảng 700 vàng để mà lên được lượt chiến. Mình cũng không biết là sau này nó có tặng cái thẻ chuyển phái cho anh em mình hay không biết. Để mình nữa mình lên mình hỏi thử AD thử người ta coi có sự kiện nào mà tặng thẻ chuyển phái được không. Ví dụ như là đánh boss, đánh đồ ghê thẻ chuyển phái đồ nè. Vậy ta hình như không có luôn kìa. Áo. Trời ơi. Càng lên cao thấy nó càng thốn anh em ơi, càng lên cao thấy thốn quá, muốn ghép một món cũng khó nữa. Tới đâu rồi ta, tới dây chuyền đúng không? Đó, quá trời luôn. Ở đây nó có được cái tay nè, nói chung là quan trọng mình vô đây mình dòm thì nó có được ba cái tay. Đây coi hai cái nhẫn đúng không, nhẫn đai với nhẫn nè, đai. Nói chung là mình ưu tiên lên mấy cái công trước anh em ơi, mình lên ưu tiên lên mấy cái công trước, mà thực chất là mấy cái công tỷ lệ nó ra rất là thấp, nó ra toàn là thủ không à. Nó tay thì mình có thể bầm được cái nè, khoan để coi mình đổi cái nào ta. Hồi nãy là cái nhẫn đúng không, để coi mình có mấy cái nhẫn ta. Cha, nhẫn này tốn lắm anh em ơi, nhẫn lên cái nhẫn này thì lên nhẫn này tốn lắm, ba cái nhẫn đấy, ba cái nhẫn, 1 2 3. Ba cái nhẫn, một cái tay đúng không, mình cũng không biết đủ không ta. Nãy đúng rồi, tay vẫn đủ nha nè, tay vẫn đủ. Để coi thủ vật này tăng lên bao nhiêu ta, để coi 93 nè, 93 cộng cho 43 là 136 đúng không, cũng khá là cao anh em ơi, nói chung là cao lắm. Mà mấy cái tay mấy cái này thì nó toàn là thủ không mà anh em ơi, đâu có cái gì đâu gọi là tăng lực chiến nhiều. Nó nhờ nó có được mấy cái cục này mà mình cũng úp cũng đỡ được tí xíu đó. Vật công này để coi 5400 còn 6000 đúng không, cũng mấy trăm công đó nè, phá giáp chí mạng. Nó lên công nhưng mà chỉ có được có 1 triệu 1 triệu mốt lượt chiến thôi, không cao anh em ơi. Trời, như vậy là ở cái mốc là 5 món là cao nhất hết anh em, 5 món là cao nhất. Nãy gần được 330 rồi anh em ơi, để mình kiếm cái nào mình moi cho được tí xíu nào không. Trang bị nào mình quên nữa nè. Hồi sáng mấy bữa trước anh em mình chưa lên level, chưa lên đỉnh cao 180 á,
mình săn mấy cái trang bị này muốn khùng luôn á anh em, săn trang bị này muốn khờ luôn á, săn nhẫn nữa anh em, săn nhẫn tới hồi anh em lên đỉnh cao 8 rồi anh em vô ăn tinh linh cốc á là nó gây ra đồ đồ 13x, đồ nói chung là đồ bậc 13 anh em, nó đồ bậc 13 ra đầy luôn, lúc mà chưa lên mình săn muốn khờ luôn á. Tới đây là ngon rồi nè anh em, nói chung là tới đây là mình đã có trang bị 12 là mình sử dụng hết được rồi. Tới đây là mình up cho nó nhẹ trang bị được rồi. Coi mình có mấy món ta. Nó trang bị 11. Anh em biết không, trong cái trang bị phụ anh em mình cũng đang lên bậc 10 bậc 11 nhưng mà nó hơi căng anh em ơi. Đó. Lên mà cái điểm của mình đổi cái điểm để mà chúc phúc để mà mở lên nó không có điểm để chúc phúc để mở lên nè. Anh em thấy cái điểm chúc phúc này nó ít quá. Chỉ lên tới được bậc 10 anh em. Nó không có cao, game này nó tặng cũng không nhiều anh em ơi. Ngày thứ hai nói chung là ngày thứ hai thì nhận 2 ngày rồi nó không lên tới đây rồi nó không còn tặng cái thẻ để mà đấu boss thái cổ nữa nè, nó không có bây giờ lên nè. Thứ nhất là một thú hồn, thứ hai là boss phi kiếm, thứ ba là boss thần khí, mà trong khi cái boss thần khí này nó chưa mở luôn anh em, chưa mở mà nó lại tặng. Mình cũng không biết là sau này có nhiều hay không, nhưng mà cái vé phi kiếm thì anh em mình khỏi nói rồi, một người là 700-800, người 800-900, thậm chí có người cả ngàn cái vé phi kiếm luôn. Đây à, tụi nói sao nhiều cái vé này quá ta. Mình thì không có ha. Ủa mình không có ha, mình bỏ vô kho ta. Thấy mấy cái thằng tớp nó nạp nó 1.000 luôn á anh em ơi, tớp nạp có người cả ngàn luôn á, nạp nhiều mà vô mấy cái móc là nó cả ngàn luôn anh em. Có mình sao mình cùi sao mình ít với người ta, nó cả ngàn cái đó mình không có cái nào luôn. Đấy, nó đăng lên á là nó 1.000 cái, 999 cái nó vô đây nè. Mình hôm nay mình phải chơi lên để coi tới liền cho mình. Một hai ba hình ồ chưa đủ luôn anh em ơi, chưa lên 10 nổi luôn anh em ơi. Ý là 12 vậy mà còn chưa lên 10 nổi luôn á. Từng món anh em lên không, có 100 mấy k vậy ta. Ủa sao mình nhớ bữa đó nó cũng được 300 mấy hay gì mà ta, sao hôm nay lên bèo quá ta. 1, 2, 3 167 anh em ơi, 167 à. Hôm nay sao bẻo vậy ta? Hay yếu ha. Vậy là mình nhớ nhầm rồi anh em ơi. Mình nhớ nhầm rồi đó. Đó 169. Này một món này chắc là lên được luôn anh em. Đấy một món nó lên được. Trời ơi, thiếu một miếng à, trời ơi. Để coi còn món nào không em. Để mình gán mình nặng, mình nhào nặng ra anh em. Để coi nó được thêm một tí xíu nào nữa hay không. Ba sao bậc 12 thì bậc 11 thì có thể nha em. Để coi đây một món nè. Để coi à 1, 2 đây 1, 2 đủ thiếu à, đủ luôn anh em ơi, đủ rồi đây đó. Nói chung là lên được món 12 nữa là ghép lên là tới liền nó luôn anh em, tới liền thành tới công chuyện với nó luôn á. Nhiều khi thấy cũng ổn nha, nhưng mà nếu mà không làm như vậy thì nó không có lên được lực chiến anh em ơi, nó không có tăng lực chiến.
cho thì rất là phí nè, uổng lắm. Đấy, mà nhiều khi cho người ta cũng không có mặt đường anh em, người ta cũng ấy cái nè, tại ai cũng như ai hết trơn anh em ơi. Rồi tăng phẩm. Tăng phẩm này nó tốn thì ghê luôn mà nó không tăng nhiều được lực chiến nè. Nghe nghe mang mang cái tiếng thì cho nó có thể là nó đẹp nó quay nhưng mà thực chất là không tăng nhiều được. Nãy lên tới bậc 3 là trời ơi gần 1 tháng rồi. Nói thiệt với anh em gần 1 tháng mới lên được bậc 3 đó anh em. Ê chưa luôn kìa. Trời ạ. Trời lên một ôi ôi cũng lên được 1 triệu lực chiến anh em ơi. 1 triệu hơn 100 người ta nhìn kỹ lại coi. À 1 triệu luôn anh em ơi. À, nói chung là vậy cũng đáng anh em ơi, cũng đáng nha. Nói chung là vậy cũng đáng đi. Này được hai phát nè. Ơ một phát luôn. À phát thứ hai nó tăng lên nữa rồi. Tẩy liền. Mấy cái tính năng này nó tăng không mạnh. Anh em biết không, ngày hôm qua bốn cái tuột liên tiếp luôn đó anh em. Quan trọng là cái sát thương thần thánh với sát thương bạo nè, mình mong hai cái đó lên nhiều thì tốt. Rồi hai cái, ba cái. Lên tới đây rồi nó lên tới bậc 4, lên bậc 5 rồi lâu dữ dằn luôn á. Phải vì cái nào nó kết quả đánh giá tỷ lệ rất cao. À quên. Quên lưu anh em. Nói chung là nhắn quen tay anh em ơi. Lên coi con. Trời ơi, cái HP ba cái nó ta đều tăng, chỉ có giảm cái HP thôi mà chỉ tăng được có tí xíu lực chiến. Lên nè, hay quá. Nó lên HP là nó tăng được nhiều lực chiến, còn tăng mấy cái khác mà không tăng nhiều. Ê, hay quá, đột phá luôn anh em. Hay quá. Đột phá thì không tăng được bao nhiêu lực chiến hết trơn, không có tăng lực chiến nhưng mà nó mở rộng thêm. Cô Ngọc có gì không đây? Hai mươi sáu k. Mình cũng không biết là cái bậc 13 này nó khả năng của nó là bao nhiêu, chắc tầm khoảng 350 quá ta. Ở bậc 12 thì nó 280 nè, bậc 12 thì nó 280 đó. 280, 270 gì á. một đống bạc luôn, úp có mấy cái là hết luôn. Tranh đoạt thằng đàn, nói chung là tớp mình đang ăn trên đó đó anh em, để lên mình quất luôn coi nè, đánh nhau tí cho nó vui coi. Mới lên được tí lực chiến thì mình cũng nhào lên. Nói chung là tớp mình nó ra tay là đánh khỏe lắm, tớp ra tay là đánh ngon. Coca-Cola. Đấy Coca anh đứng đây nè. Áo, thằng nào ma nó canh. Cha nó cũng xém giết mình luôn kìa anh em ơi. An toàn là bạn, giết đương thằng là trên hết. Chà nó chón ta không ai. Đẩy lên được tí nữa.
sao đây. Thôi nói chung là mình đi ăn cơm anh em ơi, tới giờ ăn cơm rồi anh em ơi. Tạm thời mình chỉ review tới đây, đánh cho vui vui tới đây thôi, chứ thực chất là cũng không có cái gì. Anh em lên level cao thì không có rồi, mà thời gian của mình live stream thì mình không có thời gian nhiều anh em ơi. Tối mình bận quá, mình không có hạn chế chơi game, cho nên là mình không có thời gian live anh em. Nhiều khi live lên trực tiếp thì nó vui hơn. Đây có sự kiện hot rồi, có gì đây, không có gì hết. Và nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Nói chung là tạm thời vui vẻ tới đây thôi nha anh em. Thì nói chung là hôm nay anh em có được cái thành tích gì, anh em có được cái thành tựu gì thì anh em cứ comment bên dưới để mình cùng chia vui với anh em nha. Hôm nay anh em lên được bao nhiêu lượt chiến thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha anh em. Mình hôm nay thì mình lên được 2 triệu lượt chiến đó. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.